Hai chào em vào chị ở lớp mình từ lúa chị tám giúp quay trở bạn trong video ngày hôm nay. Tiếp tục là một pha quay mèo tuyên thì lần này thì dễ hơn rất nhiều so với lần trước, mình sẽ không phải tốn công nước nào cả vì trong túi đồ của ạc này vẫn còn một lượng kim cương tương đối. Tuyên thì mình sẽ không dùng các bạn nhá, mình sẽ giả vờ là đang tương đối nghèo khổ với ạc bánh tráng trộn này để biết đâu thằng Finger Fan nó nhìn thấy mình hụt hụt kim cương. Không một quay mèo là full bốc thì bây giờ nó búp vào cho mình để mình thành full mèo. Như thế thì sẽ có lợi hơn các bạn ạ. Đấy là chính là lý do mà mình người ta cứ hay giả nghèo giả khổ vậy. Ok. Với mốc 39.000 kim cương quay mèo full mèo, nói thật với các bạn đó là mốc rất khó tưởng tượng. Rồi. Ok, 31k mốc cực cao rồi các bạn ạ. Quả đấy mà tầm 27 hay 28k thì chắc là clip của chúng ta đã dừng lại ở đây rồi. Đây có kim cương các bạn nhá. Nhưng thôi, mình sẽ mở những cái kim cương mà chắc chắn nó là kim cương và không có sự lựa chọn nào khác nữa. Ông bài cũng thủ tương đối đấy. 52.000, đây sẽ là thêm 8 xương nữa và 60 xương nữa cơ mà. Full rồi. Ôi giời ơi, có thể giữ xăng các bạn ạ, thoải mái. Rồi không phải ở đây nhá, mà là ở đây. Ào, vống lên này 64 65, 66 luôn, vãi cả trường. Chết em rồi, tối nay quay ạc mình thì còn ra cái thể thống gì? Hên vai. Họ quay bot luôn các bạn nhá. Thuyền theo lái, gái theo chồng. Ta phải được tiện đà các bạn. Tiến công nổi dậy nó gọi là thế như trẻ tre luôn các bạn ạ. Ok. Bạn chủ ạc các bạn ấy có nhắn mình rồi đó là quay mèo xong thì anh quay luôn bot chứ. Đấy, nhân tiện cùng một thể vì sớm muộn thì em cũng lấy con Maxima này. Ác lại đang thuộc server mới, nghĩa là đang thiếu khá nhiều võ sĩ. À mà không biết có đúng server mới không, em chém. À đúng như vậy các bạn ạ, mới level 78, khá thiếu rất nhiều võ sĩ, trong đó có kể cả vị trí phòng thủ. Đấy, thì Maxima là một võ sĩ mà bạn ý đã ướm từ rất lâu rồi. Mình thì vẫn nói rằng các bạn sẽ có hai phương án lấy boss. Một là lấy ngay từ vòng 1, hai là chỉ lấy hồn vũ khí vòng 1 thôi, còn vòng 2 mới lấy boss. Thì server mới thì mình vẫn khuyên các bạn là nên lấy boss ngay vì các bạn sẽ có thứ mà dùng. Đấy, còn hồn vũ khí thì nó các bạn sẽ lấy về nhưng không dùng được. Thì sao nữa? Thì tất nhiên là các bạn sẽ bị lỗ một tí so với cái việc là các bạn lấy hồn vũ khí trước lấy boss sau, lỗ một chút thôi. Đấy, nhưng không sao cả, lỗ không quá nhiều đâu. Bù lại bạn sẽ có boss sử dụng ngay lập tức. Server mới như thế này là hợp lý các bạn nhá. Server cũ thì mình khuyên là không. Rồi, đã qua bốc 2.500 điểm. Đây 2.600 điểm rồi. Nhưng chưa thấy một con à đây rồi. Ông đang chém giờ đúng không? Đang bảo ra xem được bao nhiêu điểm rồi. Ok, như vậy đây là một ạc hiếm hoi. Mình quay chưa tới 3.000 điểm, 2.700 điểm mà đã ra được boss rồi các bạn ạ. Prio là cái 3.000 hả? Là cái mốc sắp tới được nhận thưởng là mốc 3.000, chưa cần. À nó không hiểu Prio nha gì. Thôi nói chung mà ra boss rồi các bạn nhá. 2.700. Như vậy tay này hên cả đầu lẫn đuôi luôn. Đã quay hên thì chớ lại còn quay mèo hên thì chớ quay boss lại hên luôn. Mình hay bị như thế thật đấy. Vị trí ra thế trong team mình nghĩ rằng sẽ có hai sự lựa chọn. Một là NG và hai là Mai. Nhưng team này không liên quan đến rắn đúng không? Rắn. Nhưng mà con Maxima là hồn gì nhỉ? Từ từ mình xem nào. Tạm bỏ con NG này ra là các bạn nhá, cho nó dễ nhìn đấy nhá. Mình sẽ ngó xem con Maxima là hồn gì. Mình nhớ không nhầm nó là hồn gấu. Be sao tanh đây đúng không? Đúng là hồn gấu thật các bạn ạ. Đi cùng với Mary và Takuma tạo thành một cái duyên này. Rồi, gấu tanh. Như vậy là với team theo kiểu sáng thế như thế này thì nó sẽ không phù hợp. Đây là rắn, đây là rùa, đây là rắn và đây là hổ. Team này team hổ lớn rồi các bạn. Thôi, ở chung là ông ấy sẽ phải tự tính những cái phương án nào đó để cho nó phù hợp nhá. Ở trong clip này thì ngoài việc lấy nó ra như thế này thì mình muốn chia sẻ với các bạn một tí. À, con này phải lưng cái thằng tím à. Mình sẽ thử quick xem có lưng tím được không nhá. Upgrade cái này trước đã. Luôn hết luôn thì ngợi gì. Xem vào mới thì các bạn sẽ không thể đòi hỏi là nguyên liệu của nó dư thừa nhá. Đã đủ cũng chả đủ được ý, chứ nói là dư thừa. Hơi đáng tiếc là một tí là mình... À đây, vẫn lên ngược tiếp đây. Mình sẽ cho lên level 4 mấy đi. 50 nhá.
Chứ thật ra là ông chủ hạc sẽ phải lâng hơn nữa đấy, nhưng mà tạm thời mình cứ lâng đến 50 đã. Mình muốn lâng lên tím cộng 2 để mình mở cái hồn lực của nó các bạn ạ. À mở rồi. Còn nó tất nhiên đây là một võ sĩ sẽ đi rất là lâu về tím, lấy về không phải là kỵ duyên. Nên là thành ra là chắc chắn là sẽ dùng được. Mình sẽ cho lên 4 sao các bạn nhé. Thiếu một chút mảnh thôi. 25 mảnh nữa. Ok. Cái này thật ra là chưa hỏi nhưng mà mình nghĩ là chắc chắn là không sai đâu. Còn phải lưng đến 6 sao ấy chứ. Con này mạnh nhất ở trạng thái S Max các bạn ạ. Rồi, mình muốn test với các bạn ở cái điểm đó là sao nào? Như thế này thì vào 265 nộ nha, không biết đã full nộ chưa? Thử vào trong đấu trường các bạn nhé. Con Maxima nó đang hơi bị lỗi một tí các bạn ạ. Đó là không, mình không rõ lỗi hiển thị hay là lỗi về về game luôn. Để mời các bạn vào xem để các bạn lại thấy. À vẫn thiếu một chút, như vậy mình sẽ phải thay đổi một tí. Rồi rồi các bạn xem kiên nhẫn cho mình thêm một chút thời gian rất ngắn nữa thôi. Thì chúng ta các bạn sẽ hiểu rõ là mình đang làm cái trò gì đấy. Ok, chắc là đến level 16 là đã đủ nộ rồi. Thôi đánh đây để trong đấu trường luôn các bạn nhé. Chúng ta còn tới 5 trận tương đối thoải mái và mình đánh với bạn gần nhất đi. À quên nhỉ, phải để ý xem là hơn huy hay là thua huy ạ chứ. Hơn huy rồi. Các bạn dừng dừng lại một tí này. Đấy để nhìn được nhỉ. Sao nào. Sao đúng rồi, ông này nó bảo là hiển thị làm mắc nhỉ, hồn vũ khí nhỉ. Như vậy là không có búp lộ ở đằng sau các bạn ạ. Hoàn toàn không có búp lộ ở đằng sau. Khó đỡ đòn luôn, giới hạn sát thương luôn, nên thành ra đối phương họ cũng không có cái gì gọi là ghê gớm lắm. Rồi mình nghĩ là đang lỗi nội tại này, mình rõ ràng lên 4 sao rồi, thắng là do hội khác. Mình nghĩ là con Maxima này lại lỗi nội tại với các bạn ạ, chứ không phải lỗi hồn lực nhá. Hồn lực của nó là lỗi hiển thị thôi, còn đâu lỗi nội tại gì. Con này nó sẽ có biến hình mấy lần mà chả thấy biến hình gì cả. Đây đúng không, bộ kỹ năng skill đây đã rõ ràng đã lưng cái này rồi mà đúng không, mà không thấy nó có một cái gì nó gọi là biến hình mấy cả. Con này đang hơi lỗi nội tại một tí các bạn nhá, các anh em chơi phải chấp nhận đây, mình cũng không có cách nào sửa đâu. Rồi nhá, video clip dừng lại đây. Một lần nữa thì chúc mừng ông bánh tráng trộn đã chọn chọn đúng mặt để gửi vàng đấy. Dù lỗi thì chắc chắn là sẽ được sửa thôi, chứ còn que mèo mà đen thì chỉ có chờ tháng sau đúng không. Thôi hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.